Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em. Nhiều người thích cái giọng khiếu này bởi vì nó có một cái chất gì đấy rất là mang âm hưởng núi rừng. Thực ra hay có rất nhiều cách để chọn một chú khiếu hay. Điều tiên thì chúng ta hãy đánh giá về giọng của khiếu. Về giọng của khiếu thì nó có hai chất giọng anh em nhé. Thứ nhất là giọng thổ, thứ hai là giọng kim. Giọng kim thì bao giờ nó cũng vang hơn và xa hơn và nghe nó thanh thoát hơn. Còn giọng thổ ấy, thì nghe lúc nào cũng sẽ trầm hơn. Khiếu thì là phải có đúng chất giọng cơ bản của khiếu, chứ không được lai tạp sang những giọng khác. Thứ hai là một chú chim khiếu hót hay thì là phải một chú chim hót được nhiều giọng. Chim mặc dù nhé, có hay hót đâu thì hay hót, nhưng mà khi giọng hót mà ngắn thì nghe vẫn không thể nào mà hay được. Cho nên là một chú chim mà muốn có giọng hay thì bắt buộc là giọng phải dài. Khi mua chim mộc thì chúng ta có thể là kích tiếng mái lên cho chim mộc hót. Từ đó chúng ta có thể là nhận biết được chú chim nào là một chú chim có giọng hay. Hoặc là anh em có thể là mua lại thôi, của những người đã nuôi chim rồi thì anh em có thể là mua những chú chim mà mộc dở này, đã thuần người quen lồng rồi thì lúc này thì chim cũng hót khá nhiều. Khi chim đã hót nhiều rồi thì anh em có thể là lựa chọn về giọng dễ hơn, các cái bài giọng của nó nhạc anh em có thể phán đoán được ngay nhỉ. Một yếu tố nữa để chúng ta thể biết được là một chú chim khiếu có hay không, chúng ta sẽ nhìn vào phần đuôi, phần cánh. Khi chim khiếu hót anh em sẽ phải thấy là đuôi sẽ phải xòe ra và đập đuôi, múa đuôi. Còn cánh thì phải dang lên, dang rộng càng cao càng đẹp, vỗ cánh đó. Như vậy thì mới là một chú khiếu hay. Một cái tiêu chí tiếp theo đó là anh em sẽ phải nhìn về ngoại hình của chim. Một chú chim hót hay và hót nhiều được mỏ phải là mỏ ngắn anh em nhé. Và mỏ thì phải mỏ mỏng, mỏ càng mỏng thì con chim nó càng mau mỏ anh em ạ. Còn những anh em nào mà chọn chim mỏ to thì chỉ dành cho chim chiến anh em ạ. Anh em chú ý cái điều đấy. Tiếp theo nữa là về mắt thì chúng ta nên chọn những chim có mắt vàng, thì nhiều người gọi là mắt thau ấy. Thì cái màu chim này là cái màu chim rất là quý. Nếu mà anh em chọn được chim mắt đỏ thì càng còn quý nữa, còn không thì chúng ta phải chọn những chim mắt vàng thôi. Tiếp theo nữa là về phần thân hình thì anh em nên chọn con chim mà có cái bộ người dài, đuôi dài, chân dài. Về đuôi thì anh em nên chọn con bản đuôi to dày. Về phần chân thì anh em nên chọn con chim một chân cao. Chim khiếu thì bị lộn hoặc bị ngoái thì cũng ít hơn là những chim khác, nhưng mà thường là chim khiếu rất hay bị sàng cầu. Cho nên là khi anh em mua chim, anh em làm sao chọn chim cẩn thận, tránh mua phải những chim mà bị sàng cầu. Và chú chim mà chỉ đứng trên cầu ấy, mà chỉ nhảy lên trên phanh xong rồi lại nhảy xuống cầu ấy, thì nhìn cái tác phong của chim rất là đẹp. Còn anh em cứ nhìn cái tác phong chim sàng cầu ấy, nhìn nó xấu anh em nhé. Về dáng đứng của chim ấy, thì chim phải làm cái dáng đứng chữ A nhé. Anh em không nên chọn những chú chim mà có cái dáng đứng mà tức là bệt cầu, tức là cái bụng chim là chim đứng rất là thấp. Cái đứng dáng chữ A vậy thì là con chim trông rất là hiên ngang, rất là bệ vệ. Mà phải là con chim mà có cái bản lĩnh rất là cao. Tất cả những điều trên là cái cách mà để làm sao mà anh em có thể chọn được một chú khiếu hay, một chú khiếu mau mỏ, một chú khiếu đẹp. Chúc em thành công. Xin chào anh em.